Thế hóa ra con vẫn chưa từng gọi bà ấy một lần là mẹ à? Có lẽ tại vì mọi thứ trong con chưa đủ mẹ. Mai này con là mẹ, con sẽ biết con cái chính là khúc ruột. Đau hay thương, vui hay buồn đều thông với người mẹ hết. Mẹ con xa con lâu, tưởng rằng con đã chết, hóa ra là nó vẫn sống, lại là người bấy lâu mình ghét bỏ. Ngần mấy thứ với bà ấy không dễ chịu gì đâu. Cô ấy cũng là mẹ nuôi của Duy nữa ạ. Ồ thế à? Sao lại tình cờ thế được? Thế ý của bà ấy thế nào? Có đồng ý hai đứa đến với nhau không? Con cũng chưa nói chuyện nhiều nên cũng không rõ ý của cô ấy thế nào ạ. Thế sao con không thử nói chuyện cho gần gũi hơn đi? Cái con bé này đừng làm khó người ta nữa. Là người mẹ phải tìm đủ cách để gần gũi con gái ruột của mình cũng không dễ chịu gì đâu. Chắc là bà ấy tủi thân lắm đấy. Ra đây mẹ nhờ một tí. Cháu chào cô ạ. Mẹ cháu vào nhà đã. Vào nhà đã con. Lớp mình có ban cán sự lớp chưa nhỉ? Dạ chưa. Thế thì tôi nghĩ nên cần có một ban cán sự lớp để giảng viên có thể trao đổi các công việc cụ thể của lớp, cũng như là sẽ nhắc nhở ý thức của các bạn học viên khác. Thưa thầy, em xin lỗi đến muộn ạ. Thầy cho em vào lớp vậy ạ? Tôi nghĩ là tôi vừa tìm ra cán bộ lớp đây rồi. Nên để cho học viên có ý thức kém làm lớp trưởng là tốt nhất. Vì người đó sẽ phải thay đổi để không làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Từ giờ em làm lớp trưởng nhé.